Tố Lê xin kính chào các cô chú, anh chị và các bạn. Hiện tại thì Tố Lê đang đứng tại cái ngã ba của thị xã Ninh Hòa. Cái phía trước của bà con là đường quốc lộ 1A, chạy về hướng phía nam. Còn phía này là cái ngã rẽ vào chợ Ninh Hòa. Sáng nay thì Tố Lê đến Ninh Hòa thì trời lại mưa. Thôi thì cũng sẵn tiện thì cũng review những cái quang cảnh tại thị xã Ninh Hòa cho các cô chú, chị và các bạn cùng xem. Bây giờ thì bắt đầu tôi lên đi vào con đường đi vào Ninh Hòa nè. Mời cả nhà cùng đi tham quan với tôi lên nha. Đây là con đường Trần Quý Cáp của thị xã Ninh Hòa. Từ cái con đường này thì các bạn cũng có thể chạy thẳng đến chợ. Cô Lê thấy là hai bên đường cũng có một vài cái hàng trái cây. Phía trước là có một cái cây xăng của hãng Petrolimex. Ở đây có cái cửa hàng điện máy, rồi cửa hàng công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Huy Tân 1, cái hãng Honda. Bên này thì có cái cửa hàng xi máy Tường Nghiêm. Ninh Hòa bây giờ rất là phát triển ha. Trường mầm non 2/9. Lâu lâu mới có dịp đi Ninh Hòa. Sáng nay vào đây thì trời mưa. Trời mưa thì nó cũng không có mưa lớn lắm. Tuy nhiên là cái cảnh quan vào những ngày trời mưa thì nó cũng không có được sáng sủa. Trước đây thì có một cái cửa hàng bán hoa tươi nè. Chị và các bạn để đi xe quê thì cũng có những lời nhắn gửi là Tố Lê quay giùm Ninh Hòa, thì sáng nay Tố Lê cũng cố gắng tranh thủ để thực hiện được những cái video tại thị xã Ninh Hòa cho bà con cùng xem. Đây là con đường Trần Quý Cáp, con đường đi thẳng đến chợ Ninh Hòa. Ngay tại trên đường Trần Quý Cáp mà bà con đi vào chợ Ninh Hòa thì sẽ có một cái chùa Đức Hòa của Chi hội Phật giáo Ninh Hòa. Ở chùa này có một cái tòa tháp rất là cao. Đèn đỏ để coi cái đường này nó cắt ngang đường 2/4 về đường Trần Quý Cáp. Cái con đường này nó cũng là mới mở thôi nè. Đường 2/4 này nó chạy dài. Tôi Lê cũng quay luôn cho bà con xem nè. Cái đường này nó chạy dài xe miếp ở ngoài kia luôn. Còn cái
đoạn đường bên này thì nó lại đi hướng vào của thị xã Ninh Hòa. Thôi thì Tố Lê lại đi tiếp tục đi hướng phía đường Trần Quý Cát nha. Bây giờ Tố Lê lại tiếp tục đi đường vào chợ nè. Phía trước của cả nhà thì có cái bách hóa xanh. Điện máy Đại Thanh. Tiếp đến là một cái thế giới, cửa hàng Thế Giới Di Động ha. Xung quanh đây thì họ tập trung buôn bán cũng khá là đông. Đây là cầu Vinh mẹ Tố Lê quay ở bên phía bên trái ở hướng mình đi vô. Thì các bà con nhìn thấy thì nước nó cũng đang cuồn cuộn nè, chảy xiết. Có khả năng tối hôm qua thì mưa rất là lớn cho nên sáng nay nước nguồn nó xuống ở dưới cầu này nè. Bây giờ Tố Lê lại đi vào chợ nha. Đi hết cái cầu Vinh thì bà con chỉ nhìn thấy cái chợ của thị xã Ninh Hòa, gọi là chợ Vinh. Tới đây thì Tố Lê nhìn thấy là bà con đi chợ cũng khá là đông, mặc dù trời mưa. Nhưng mà ngay cái con đường này thì cũng muốn nghẹt người luôn á.
Tới đây thì có một cái vòng xuyến để mẹ con có thể đi thẳng vào Nha Trang hoặc là lên Ngã Ba của Dục Mỹ. Thì tới đây thì Tố Lê cũng dừng tại đây, xong rồi sau đó Tố Lê đi chợ nha. Bây giờ thì Tố Lê đi theo cái vòng xuyến này để quay lại chợ. Hiện tại Ninh Hòa mở rất là nhiều con đường ha, phía trước này. Con đường này mình quẹo lại chợ, còn cái khúc này, cái đoạn đường phía trước của bà con là đường lên Dục Mỹ á. Yeah.